Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người có công. Trong video ngày hôm nay, kênh Thầy Thắng Công Chức sẽ trao đổi với quý vị một số thông tin liên quan tới người có công bao giờ được lĩnh trợ cấp mới và truy lĩnh tiền chênh lệch. Nếu như quý vị cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá nội dung chính của video ngày hôm nay. Người có công với cách mạng bao gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt, tù đày, người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 năm 2024, quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 2.789.000 đồng, đồng thời tăng mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thêm khoảng 35,7%. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đa số người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng vẫn chưa được nhận trợ cấp thêm mức mới theo quy định tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Vậy đến khi nào thì người có công và thân nhân của người có công mới được nhận trợ cấp theo mức mới và truy lãnh phần chênh lệch chưa được nhận từ tháng 7 năm 2024 đến nay? Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, vì điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, vì theo luật ngân sách, việc điều chỉnh phải được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương. Theo đó, vì là ngân sách của Chính phủ, phải trình Quốc hội xem xét. Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp và trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. Do vậy, sau khi Quốc hội thông qua, việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được giải quyết ngay. Mới đây, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Trong đó, có một số nội dung về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước. Nghị quyết của Quốc hội cũng cho phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế. Đồng thời, cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành và tinh giản biên chế. Như vậy, có thể thấy Quốc hội đã cho phép sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, theo quy định tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Đồng thời, cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành, trong đó bao gồm chính sách trợ cấp người có công. Do đó, trong thời gian sắp tới, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng sẽ được lĩnh mức trợ cấp mới và truy lĩnh số tiền chênh lệch chưa được nhận từ tháng 7 năm 2024 đến nay, theo quy định mới tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Ví dụ, theo quy định tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ, mức trợ cấp đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là 3.576.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, trong các tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2024, thương binh này vẫn nhận trợ cấp theo mức cũ là 2.635.000 đồng một tháng, thấp hơn 941.000 đồng so với quy định mới tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Do đó, nếu được lãnh mức trợ cấp mới và truy lĩnh phần chênh lệch trong tháng 12 năm 2024, thương binh này sẽ được lãnh trợ cấp theo mức mới là 3.576.000 đồng, đồng thời được truy lĩnh phần chênh lệch của các tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2024, tổng cộng là 4.705.000 đồng. Nếu được lãnh mức trợ cấp mới và truy lĩnh phần chênh lệch chưa được nhận vào tháng 12 năm 2024, thì thương binh này sẽ nhận được số tiền tổng cộng là 8.281.000 đồng, bao gồm số tiền trợ cấp là 3.576.000 đồng cộng với số tiền chênh lệch chưa được nhận là 4.705.000 đồng. Theo thống kê, việc tăng trợ cấp người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng tại Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là mức tăng cao nhất qua các lần điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong nhiều thập kỷ vừa qua. Việc này được dư luận xã hội và người có công, thân nhân họ ủng hộ. Mức tăng này giúp người có công với cách mạng cải thiện được mức sống, cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công, thương bệnh binh.
pháp lệnh, cựu chiến binh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Đối tượng áp dụng. Pháp lệnh này áp dụng đối với cựu chiến binh, hội cựu chiến binh Việt Nam, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mọi công dân. Điều 2. Cựu chiến binh. Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm 1. Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng 8 năm 1945. 2. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. 3. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. 4. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. 5. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước và nhân dân tôn vinh, ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến to lớn của cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Hội cựu chiến binh Việt Nam. Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đại diện ý chí, nguyện vọng của cựu chiến binh, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 4. Ngày truyền thống của cựu chiến binh. Ngày 6 tháng 12 là ngày truyền thống của cựu chiến binh. Điều 5. Hành vi bị nghiêm cấm. 1. Lợi dụng danh nghĩa, uy tín cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 2. Ngăn cản hoạt động hợp pháp của cựu chiến binh và Hội cựu chiến binh Việt Nam. 3. Xâm hại sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh. Chương 2. Cựu chiến binh. Điều 6. Chính sách đối với cựu chiến binh. 1. Nhà nước có chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh, tập hợp, động viên và phát huy tiềm năng của cựu chiến binh, tạo điều kiện để cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm điều trị, phục hồi sức khỏe và các hoạt động tình nghĩa đối với cựu chiến binh. 3. Trong từng thời kỳ, nhà nước ban hành chính sách, chế độ cụ thể đối với cựu chiến binh phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Điều 7. Quyền lợi của cựu chiến binh. 1. Cựu chiến binh là người có công với cách mạng được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Cựu chiến binh được ưu tiên tạo việc làm, giao đất, giao rừng, giao mặt nước để sản xuất, kinh doanh và tham gia các dự án phát triển kinh tế, xã hội theo quy định của chính phủ. 3. Cựu chiến binh nghèo được ưu tiên vay vốn ngân hàng chính sách, các nguồn vốn ưu đãi khác để sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích xóa đói, giảm nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các chính sách khác đối với người nghèo. 4. Cựu chiến binh hết tuổi lao động, cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được nhà nước và xã hội tiếp nhận, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng xã hội. 5. Cựu chiến binh khi chết được chính quyền, cơ quan quân sự, đoàn thể địa phương phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nam và gia đình tổ chức tang lễ và được hưởng tiền mai táng theo quy định của chính phủ. 6. Cựu chiến binh được tham gia Hội cựu chiến binh Việt Nam, ban liên lạc cựu quân nhân theo quy định của điều lệ hội, của pháp luật. Điều 8. Nghĩa vụ của cựu chiến binh. 1. Cựu chiến binh phải phát huy truyền thống cách mạng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích của dân tộc. 2. Cựu chiến binh phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, học tập, tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. 3. Cựu chiến binh có trách nhiệm tích cực tham gia thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 4. Cựu chiến binh có trách nhiệm tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương 3. Hội cựu chiến binh Việt Nam.
Điều 9. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 1. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện. 2. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và điều lệ hội. Điều 10. Tổ chức Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 1. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm A. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. B. Hội Cựu Chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. C. Hội Cựu Chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. D. Hội Cựu Chiến binh xã, phường, thị trấn. 2. Trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức thích hợp của cựu chiến binh hoạt động theo quy định của pháp lệnh này và điều lệ hội. Điều 11. Nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. 2. Tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, hội cựu chiến binh. 3. Tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở. 4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức các hoạt động tình nghĩa để cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. 5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh. 6. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước. 7. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Điều 12. Bộ máy giúp việc của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có bộ máy giúp việc. Tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc của Hội Cựu Chiến binh các cấp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định. Điều 13. Kinh phí, tài sản của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Kinh phí hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật đối với tài sản mà nhà nước giao và tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tặng cho. Chương 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với cựu chiến binh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Điều 14. Trách nhiệm của chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ. 1. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành hoặc kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 2. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh hoạt động. Điều 15. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cấp kinh phí cho Hội Cựu Chiến binh cung cấp hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh, tạo điều kiện để Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật. Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh hoạt động. Chương 5. Điều khoản THI hành. Điều 17. Hiệu lực thi hành. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Điều 18. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh này. Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn thi hành pháp lệnh này. Quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích, quý vị hãy để lại nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Ngoài quyền lợi trên,
Quý vị mong muốn cựu chiến binh có thêm quyền lợi gì? Quý vị hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé. Mục 2. Ba đặc quyền mới của cựu chiến binh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Kính thưa quý vị, sang năm 2024 tới đây sẽ có rất nhiều những thay đổi mới về quyền lợi và chính sách đối với những người tham gia hội cựu chiến binh. Trong đó nổi bật nên có 3 chính sách mới chỉ dành riêng cho thành viên hội cựu chiến binh. Chương trình đã tổng hợp các chuyên mục pháp luật để gửi tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Chế độ 1. Bảo hiểm y tế của cựu chiến binh. Khoản 2 điều 1 Nghị định 157 quy định, cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước hoặc tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Chế độ bảo hiểm y tế của cựu chiến binh được thực hiện theo Nghị định 146 năm 2018. Theo đó, đối tượng này thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng. Cụ thể, cựu chiến binh được hưởng 1. 100% chi phí khám chữa bệnh. 2. Được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh nếu cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh hoặc lên tuyến trung ương. Nếu dùng xe cấp cứu, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển 2 chiều cho cơ sở khám bệnh với mức 0,2 lít xăng km theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh. Nếu không dùng xe cấp cứu, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển 1 chiều, chiều đi cho người bệnh với mức 0,2 lít xăng km tính theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên. Chế độ 2. Mai táng phí của cựu chiến binh. Cũng tại khoản 2 điều 1 Nghị định 157 nêu trên, cựu chiến binh khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí. Theo đó, khoản 3 thông tư 03 năm 2020 hướng dẫn cụ thể như sau. Cựu chiến binh khi từ trần, nếu không thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và luật bảo hiểm xã hội thì người tổ chức mai táng được hưởng mai táng phí bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định. Hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ mai táng của cựu chiến binh từ trần thực hiện như với người có công với cách mạng. Theo đó, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người được hưởng chết. Như vậy, mức trợ cấp mai táng phí của cựu chiến binh cụ thể là từ trước kia đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, 14,9 triệu đồng, mức lương cơ sở hiện đang là 1,49 triệu đồng trên tháng theo Nghị định 38/2019 NĐ-CP. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 trở đi, 18 triệu đồng, mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 là 1,8 triệu đồng trên tháng theo Nghị quyết 86/2019 QH14. Để được nhận trợ cấp, người tổ chức mai táng cho cựu chiến binh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 39 Thông tư 5, gồm 1. Bản khai của người tổ chức mai táng. 2. Giấy chứng tử. 3. Hồ sơ của cựu chiến binh. 4. Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí. Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, người tổ chức mai táng lập bản khai kèm bản sao giấy chứng tử gửi đến Ủy ban Nhân dân, cấp xã. Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Ủy ban Nhân dân xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng này sẽ kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Sở sẽ đối chiếu, ghép hồ sơ cựu chiến binh đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí và ra quyết định. Như vậy, nếu hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ thì trong khoảng 25 ngày, người tổ chức mai táng cựu chiến binh sẽ nhận được mai táng phí. Chế độ 3. Trợ cấp khi thôi công tác hội cựu chiến binh. Ngoài hai chính sách nêu trên, thông tư 3 cũng quy định chi tiết về chế độ trợ cấp với người thôi công tác ở hội cựu chiến binh. Theo đó, cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng khi thôi công tác ở hội cựu chiến binh sẽ được hưởng trợ cấp. Số tiền trợ cấp cụ thể được nêu cụ thể như sau. Với cựu chiến binh công tác tại cơ quan hội cựu chiến binh từ trung ương đến cấp huyện và chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã, mức trợ cấp bằng 1/2 nhân lương chức danh phụ cấp chức vụ cộng 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm nhân số năm công tác. Như vậy mức trợ cấp có thể ở mức khoảng từ 3 triệu cho đến 5 triệu đồng trên tháng. Với cựu chiến binh là phó chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã, mức trợ cấp bằng 1/2 nhân phụ cấp hiện hưởng hàng tháng nhân số năm công tác. Trong đó, số năm công tác là tổng thời gian khi có quyết định tham gia hội đến khi có quyết định thôi công tác hội cựu chiến binh. Nếu có thời gian tham gia đứt quãng thì được cộng dồn.
có tháng lẻ thì từ đủ 06 tháng trở lên được tính là 01 năm. Dưới 06 tháng thì được tính là 1/2 năm. Trên đây là tổng hợp 3 chính sách dành cho cựu chiến binh theo quy định tại thông tư 03 năm 2024, được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị ơi, nếu thấy thông tin này thực sự hữu ích, quý vị hãy để lại nút thích dưới video nhé. Mục 2, điều kiện kết nạp, đối tượng kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh 2024. Kính thưa quý vị, khi đã xuất ngũ thì ai cũng mong muốn được ít nhất một lần để gia nhập Hội Cựu Chiến binh. Ngoài những quyền lợi được hưởng xứng đáng, khi tham gia vào hội điều quan trọng nhất đó là được gặp gỡ lại anh em, gặp gỡ lại đồng đội vào sinh ra tử. Rất nhiều quý vị có đặt câu hỏi cho chương trình vậy thì điều kiện để kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh năm 2024 là gì? Thông qua câu trả lời của chương trình, quý vị sẽ hiểu được mục nội dung. Bác Đào Thanh Tú ở Bắc Giang có đặt câu hỏi, tôi nhập ngũ tháng 12 năm 1980 đến tháng 3 năm 1984 ra quân. Tôi vào đảng tháng 12 năm 1983 trong quân đội, sau đó tôi xuất ngũ về cơ quan công tác và đến nay được nghỉ hưu. Trường hợp của tôi có đủ điều kiện vào Hội Cựu Chiến binh không? Chương trình trả lời bác như sau. Căn cứ Điều 2 Pháp lệnh Cựu Chiến binh 2005, Cựu Chiến binh là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm 1. Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước Cách mạng tháng 8 năm 1945. 2. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. 3. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. 4. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. 5. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước và nhân dân tôn vinh, ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến to lớn của cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, không phải tất cả những đối tượng quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Cựu Chiến binh đều là cựu chiến binh. Theo Nghị định 150 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh cựu chiến binh thì những đối tượng quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Cựu Chiến binh không được công nhận là cựu chiến binh trong các trường hợp sau. 1. Người đầu hàng địch, phản bội, người vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân, công nhân viên quốc phòng bị kỷ luật buộc thôi việc. 2. Người bị kết án tù mà chưa được xóa án tích. Như vậy, cựu chiến binh là những người lính đã qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chống ngoại xâm và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng những ai được kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Việc này do điều lệ Hội Cựu Chiến binh quy định và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Theo quy định của điều lệ Hội Cựu Chiến binh thì không phải mọi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về đều được kết nạp vào hội, mà chỉ kết nạp những đối tượng có đủ tiêu chí theo quy định của điều lệ. Do đó, những đối tượng là cựu quân nhân sau vẫn sẽ được xem xét kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng tháng 8 1945. Các cán bộ và chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu. Cán bộ và chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu. Hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định cư tại các xã, huyện miền núi, biên giới đất liền, hải đảo, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số. Quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đấu biên giới hải đảo. Những quân nhân trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thành tích xuất sắc được quân đội và nhà nước khen thưởng và những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ khi ra quân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quân nhân, cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị. Những người trên đây giữ được bản chất bộ đội Cụ Hồ, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành điều lệ hội,
đều được xét kết nạp vào hội. Việc kết nạp hội viên do ban chấp hành tổ chức cơ sở hội thảo luận và quyết định. Những tổ chức cơ sở có chia ra chi hội thì do chi hội thảo luận xem xét, đề nghị ban chấp hành cơ sở hội quyết định. Nơi có phân hội thì phân hội đề nghị, báo cáo lên chi hội xem xét và ban chấp hành cơ sở hội quyết định. Như vậy, nếu bác đảm bảo các điều kiện trên thì bác sẽ được kết nạp hội cựu chiến binh của xã. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về mục 3 chính sách mới chỉ dành cho cựu chiến binh năm 2024. Khi nghe đọc, nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Kênh luôn nỗ lực mang đến những thông tin hữu ích và cập nhật về các chính sách pháp luật mới từ chính phủ. Nếu quý vị thấy những nội dung kênh cung cấp hữu ích và đáng giá thì quý vị hãy hào phóng tặng kênh một nút like. Sự ủng hộ của quý vị là động lực to lớn giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp những thông tin chất lượng và giá trị hơn nữa. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào, quý vị hãy đăng ký kênh ngay hôm nay. Đội ngũ kênh cam kết cập nhật thường xuyên các chính sách pháp luật mới nhất từ chính phủ và gửi thông báo đến quý vị một cách nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng thông tin tích cực và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Xin cảm ơn quý vị.